khám phá hang đá bí ẩn nơi vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ thiền định suốt một thập niên. Trong suốt 10 năm sống ẩn dật trên vùng núi Mờ Đrắc thuộc tỉnh Đắk Lắk để tu tập, ông chủ tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ khiến không ít người tò mò về cuộc sống kỳ lạ của mình trong hang đá bí ẩn. Sau khi công việc kinh doanh của thương hiệu tập đoàn Trung Nguyên đi vào quỹ đạo và hoạt động ổn định, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã quyết định rời xa gia đình và lên vùng núi hoang sơ tại Đắk Lắk để tìm kiếm lẽ sống, niềm chân lý và sự tự do đích thực. Trong vòng hơn 10 năm tu thiền trong hang đá, khi trở về, ông đã thay đổi hoàn toàn từ tư tưởng đến tâm tính. Trong những năm gần đây, Đặng Lê Nguyên Vũ thường nói đến các khái niệm tâm linh như sống tỉnh thức, người được lựa chọn và điều kỳ diệu ở thế gian. Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên còn sáng lập thành phố cà phê, nơi cà phê được ông coi là triết lý nhân sinh, hướng mọi người tới sự tỉnh thức trong cuộc sống. Tại trang trại rộng 600 ha của mình, ông chủ tập đoàn Trung Nguyên đã chọn một hang đá đặc biệt để làm nơi cư trú bên cạnh một hồ nước lớn, xung quanh là rừng cây hoang sơ và tiếng chim muông. Trong trang trại này chỉ có thêm một ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi ông dùng để tiếp đón bạn bè. Không giống với những căn biệt thự xa hoa hay ngôi nhà nhỏ bình thường, ông Vũ chọn sống trong một quần thể hang đá, vừa giữ được vẻ nguyên sơ của đất trời Tây Nguyên, vừa hài hòa với nhu cầu sinh hoạt hiện đại. Lối vào hang là một cánh cửa gỗ với rèm kín đáo. Bên ngoài có hiên đá chắn mưa, bên trong là cửa kính cách âm giúp giữ sự yên tĩnh. Không gian bên trong hang đá được thiết kế tinh tế, giữ nguyên nét hoang sơ của đá nhưng vẫn tiện nghi như một ngôi nhà thực thụ. Tường đá được ốp ngay ngắn nhưng vẫn giữ độ thô ráp tự nhiên. Trần nhà ốp gỗ tông ấm, kết hợp với đèn LED tạo ánh sáng dịu nhẹ. Sàn nhà được rải cát mịn mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nội thất trong hang được tạo thành từ nhiều phiến đá chồng lên nhau. Ngôi nhà trong hang còn có khu bếp nấu ăn theo kiểu truyền thống của người dân tộc, một thiết bị pha cà phê hiện đại và khu vực đốt lửa sưởi ấm. Một cửa tròn mở ra bờ hồ tạo thành lối đi thứ hai. Ngoài ra, không gian sinh hoạt lớn và bàn làm việc bằng đá cũng là nơi ông Vũ thường ngồi suy tư. Toàn bộ kiến trúc hang đá được trang trí theo tông màu trắng đen yêu thích của ông Vũ, với các vật liệu chính là gỗ, đá và gốm thô mộc. Vốn là người sống giản dị, ông chủ tập đoàn Trung Nguyên đã chọn những vật dụng đơn giản từ giường đến bàn ghế, phần lớn đều làm từ đá. Tại nơi yên tĩnh này, ông lắng nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy và có thời gian suy ngẫm về cuộc sống. Sau thời gian dài tu thiền trên núi, ông Đặng Lê Nguyên Vũ trở nên kín tiếng hơn, ít xuất hiện trước truyền thông hay mạng xã hội. Thỉnh thoảng người ta bắt gặp ông lái một chiếc siêu xe về thành phố để tham gia các cuộc họp từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Nhưng phần lớn công việc được đội ngũ trợ lý của ông điều hành. Ông chỉ dành 5 phút mỗi ngày để duyệt hồ sơ và trao đổi ngắn gọn qua tin nhắn cho rằng như vậy là đã đủ. Ông Vũ từng chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về cách sống, nhấn mạnh lòng trắc ẩn và việc rèn luyện thân tâm trí là điều cốt lõi sau vài năm sống trong tu tập. Ông cho rằng trong 3 yếu tố này, việc luyện tâm là khó khăn nhất và quan trọng nhất. Bạn nghĩ sao về hang đá bí ẩn, nơi tu tập suốt 10 năm của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ?